cống hiến cho Bi Quân với tổ chức là phi lợi nhuận, phi chính phủ, và không không có một chút gì tư lợi để lập nên tổ chức Bi Quân với tiêu chí là làm từ thiện là chính, kết nối kinh doanh và thân thiết với chị em. Rất mong mọi người ủng hộ. Em mong rằng được các chị em ủng hộ và tổ chức Bi Quân ngày càng lớn mạnh. Tôi yêu Bi Quân. Được sự tin tưởng của các lãnh đạo và các chị của chị luôn, em sẽ hứa sẽ cố gắng hết sức để đồng hành xây dựng Bi Quân ngày càng lớn mạnh hơn, để không những Bi Quân trong nước Việt Nam mà còn chuyển được thế giới. Cảm ơn.